và thanh thần. Trước thềm năm mới, gia đình chúng ta long trọng đón Chúa Giêsu vào nhà để Chúa thật sự là chủ và là Chúa trong gia đình chúng ta suốt năm nay. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Khải Huyền. Chúa phán: Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ca lên đi thần thánh trên thiên đình hiền vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi Chúa tùng Chúa ca uy quyền, cần hoàng ơi ca lên đi, chiều thần ơi ca lên đi. Ca lên đi mọi thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi Chúa cùng Chúa ca uy quyền, cần hoàng ơi ca lên đi, chiều thần ơi ca lên đi. Giờ đây trước thềm năm mới, chúng con xin đón Chúa Giêsu qua cửa này vào nhà chúng con để tôn vinh người làm Chúa và làm chủ gia đình chúng con trong suốt năm nay. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa là đấng chỉ đường dẫn lối cho chúng con trong cuộc đời. Chúa hướng dẫn chúng con từng đường đi nước bước. Lạy Chúa, xin chúc lành cho cửa nhà này. Mỗi ngày chúng con qua lại nơi đây, xin dẫn đưa chúng con thêm gần nhan thánh và những điều kỳ diệu tình thương Chúa dành cho mỗi người. Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về. Xin cho chúng con biết ân cần đón tiếp những người đến thăm viếng chúng con. Ước gì người nghèo khổ tìm thấy chút nghỉ ngơi trong nhà này và kẻ đói khát nhận được bữa lót dạ nuôi thân. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bắt đầu đứng Chúa ở một ngày. Rồi. Cứ để chúng thánh đi vô. Rồi, đi vô nha. Như là hai đứa con để cái này. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tạ ơn, tin tưởng cậy trông và phó thác trong tay quan phòng ngày giờ tháng năm và cả cuộc sống chúng ta trong năm mới này. Nhìn lại năm cũ đã qua, chúng con thấy mình còn nhiều lỗi lầm và thiếu sót. Xin Chúa ban ơn tha thứ và cho chúng con cũng biết tha thứ cho nhau, để trong năm mới này, chúng con sống đẹp lòng Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong năm vừa qua, chúng con đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con biết cảm tạ Chúa và sử dụng ân hồng Chúa ban mà phục vụ tha nhân, để trong suốt năm mới này đời sống chúng con là một lời cảm tạ nhân lành vô biên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sống bình an mạnh khỏe, hạnh phúc tràn đầy đầy đầy, nhất là sống trong tình thương của Chúa, đó là những ước mơ của chúng con. Xin Chúa cho những lời cầu chúc của chúng con trở thành hiện thực trong năm mới này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để kính thờ nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng được chúng con và giúp chúng con luôn sống phải đạo đối với các ngài,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha đi đến. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen. Đã có chức cuối cùng và bây giờ và cho học để đời chúng con. Hãy Đức Chúa Giêsu xin hạ hậu cho chúng con, xin cô chúng con phải xa quá không, xin em cảm ơn cầu thánh thiên là đi là để được học nhà Chúa được sống hơn. Vì danh Chúa từ cho các bà cha mẹ anh chị em chúc con và các bạn linh hồn thành nhân trong những đời sẽ hạnh phúc cùng đời sẽ lấy như danh được cùng an lương ương ngay nhân là cho chúng con đang sống năm vui làm cây thân này mẹ chúc con cha mẹ và ở trong các đời kêu đến cùng bà chúng con ở nơi sống lắm tham thân yêu thân mà thương hỡi ơi bà là Chúa bảo chúng con xin nghe mắt thương xem chúng con đến sau cõi đời xin cho chúng con nhận thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bằng và phục là ôi quan tài nhân tài diệu tài thánh Maria trong đời đông xin Chúa chung lòng nguyện cho đời cha mẹ của con công ơn là như núi lo dương nuôi con bao ngày buồn rầu con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ xuống đời con nhẹ khổ đau xin cho cha mẹ con thăm ái tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha ai qua là bao chốn xa hay đau vui cho bằng mái nhà mai con lớn lên rồi ra đi tung tánh trong đời dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha xin cho cha mẹ con thăm ái tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con như cha và con và thánh thần. Amen. Cái nhỏ đứng lên hết rồi giữ anh ừ đứng cái nè đứng hàng hoàng lên liền xì ra liền xì lấy lên hàng hoàng thì ăn đâu nhanh lên cỡ đâu rồi đi thì đứng với chú ba này đây ừ con đứng là đứng xung quanh đây nè thì chưa đứng xung quanh đứng không rồi mình đang đứng với chú ba đây mình đang đứng với trước nè rồi đó rồi đây đây đứng đây 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 ôi trời ơi quay lại ơi quay lại quay này vô ông nội nè rồi kìa đâu vậy? Quay nhiều cái phía. Giờ đây nè, giờ đây nè. Đây rồi. Chúc tết ông nội, quay qua ông nội. À. Rồi, đại diện con cháu chúc ba mẹ năm mới dồi dào sức khỏe, rồi sống hạnh phúc với sống lâu chơi sống lâu với con cháu. Rồi, an khang thịnh vượng. Rồi tới thế nào lúc ông bà nội gì đi. Chúc mừng, chúc mừng. Đại diện sức khỏe. Chúc mừng là sức khỏe. Ông nội của bà nội. Bà nội. Rồi được rồi. Sao rồi cái này ở cái này chúc thêm theo không đi bà nội. Thôi. Nghỉ sức khỏe gì đó. Chúc lâu vậy đó. Chúng con
và tên con đẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời